Sau 6 tháng đàm phán với doanh nghiệp Nhật từ giữa năm 2016, nhiều lô hàng chuối tại Long An đã được xuất sang Nhật với giá thành tốt. Đánh giá về khả năng của chuối Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản khẳng định quả chuối Việt Nam có vị ngọt phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng Nhật Bản và có mức giá khá tốt. Dự kiến trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi khối lượng chuối nhập khẩu từ Việt Nam, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối. Thị trường Nhật Bản có nhu cầu cao đối với mặt hàng chuối nhập khẩu với sức tiêu thụ xấp xỉ 1 triệu tấn một năm. Theo thống kê, hiện nay Philippines đứng đầu, chiếm tới 85% thị trường chuối nhập khẩu tại Nhật Bản. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Nhật Bản cho biết đang có nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường nội địa. Ngoài Nhật Bản, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng chuối tại Dubai, Hàn Quốc và các thị trường Trung Đông cũng khá tiềm năng. Do vậy, đầu ra của chuối xuất khẩu Việt Nam đang mở rộng, đặc biệt với những sản phẩm chất lượng cao.